Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình thì đang suy nghĩ về việc mua con iPhone 12 Pro. Thế nhưng khi mà tìm hiểu thật kỹ về cái tech spec, tức là những cái thông tin chi tiết hơn về mặt cấu hình, về camera, về rất nhiều thứ, thì mình lại đang thực sự phân vân về chiếc iPhone 12 Pro Max. Và theo như tìm hiểu của mình thì mình cũng khuyên các bạn là nên lựa chọn sản phẩm này nếu như muốn tham khảo đến cái dòng Pro, bởi vì nó có quá nhiều nâng cấp so sánh với cả 12 Pro, thay vì giống như là những thế hệ trước đây, dòng Max và cái dòng thông thường thì nó chỉ khác biệt nhau về kích cỡ và cái thời lượng pin mà thôi. Nhưng năm nay thì khác nhau rất nhiều thứ. Và ngày hôm nay mình sẽ muốn nói kỹ hơn về những thứ khác biệt của iPhone 12 Pro Max so sánh với 12 hay là 12 Pro để các bạn có thể quyết định sớm nhé. Cái việc mà mua iPhone 12 Pro, 12 Pro Max các thứ thì nó lại phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bạn là chính. Tại vì dẫu sao thì một cái máy 6.1 inch nó sẽ phù hợp với những người cần một cái điện thoại nhỏ gọn. Còn một cái 6.7 inch lớn hơn thì chắc chắn nó sẽ dành cho những ai cần cho mình một cái màn hình cực kỳ lớn để mà trải nghiệm, giải trí cho nó sướng. Nên nói chung là ở cái khoản này các bạn hãy cân đối trước đi đã. Còn nếu như các bạn thực sự vẫn muốn trải nghiệm những thứ gì là đỉnh cao nhất về mặt công nghệ thì hãy lên 12 Pro Max. Bởi vì sao? Thì bắt đầu kỹ hơn nhá. Trước tiên đó thì những sản phẩm như là 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max cũng đang cho đặt trước tại Cellnet với rất nhiều ưu đãi kèm theo. Và theo như mình được biết là nếu như áp dụng tất cả những cái chương trình quy đổi, ví dụ như là thu cũ đổi mới hay là áp dụng cho một vài chủ thẻ ngân hàng, thì cái mức giá cuối cùng của iPhone 12 Pro Max tại Cellnet là cực kỳ hấp dẫn. 256GB chỉ có mức giá khoảng tầm 34 triệu mà thôi, nó rẻ hơn rất nhiều so với hồi năm ngoái mình mua tới 36 triệu rưỡi. Đấy, nó còn đã được trừ đi mấy triệu rồi đấy. Trời ơi, không đỡ được. Và bây giờ bắt đầu kỹ hơn vào nội dung nhé. Cái điều đầu tiên chắc chắn nó sẽ là cái màn hình. Thì nó sẽ có kích thước là 6.7 inch. Và các bạn cũng biết là độ phân giải của nó sẽ ở mức đấy là Super Retina XDR OLED Display. Và cái độ phân giải của nó sẽ là 1284x2778. Thực sự thì cũng không cần quá quan tâm đến cái vấn đề này. Tại mức PPI của nó sẽ vẫn luôn ở mức tầm khoảng 458-460. Và kể cả iPhone 12 mini, 12 thường, 12 Pro năm nay thì đều có cái mức PPI này. Nên xét về cái độ phân giải này, màn hình càng lớn thì độ phân giải càng cao. Và chắc chắn cái không gian hiển thị được cho các bạn nó lại càng trở nên nhiều hơn. Đấy là vấn đề đầu tiên nhé. Vấn đề số 2 đó là cái camera. Thì camera của con 12 Pro Max nó gần như là tốt hơn hoàn toàn so sánh với 12 Pro hay là 12 thường. Mình lấy một cái ví dụ ở cái thông số, thì cả ba ống kính này đều sẽ là 12 chấm. Tất cả những cái iPhone năm nay 12 đều sẽ có độ phân giải là 12 chấm hết, kể cả camera selfie. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là khẩu độ thì nó được lớn hơn là f1.6 so với thế hệ cũ là 11 Pro, 11 Pro Max năm trước là 1.8. Nó đã là lớn hơn. Cái quan trọng là các bạn để ý đây, có một cái thông số đó là 1.7 micromet, tức là cái kích thước điểm ảnh nó đã lớn hơn. Điều này kéo theo một thứ khác, chắc chắn là kích thước cảm biến của con camera này, camera chính này cũng sẽ được lớn hơn. Với 12 Pro thì nó vẫn sẽ là 1.4 micromet, mà quy đổi ra thì nó vẫn sẽ là kích thước cảm biến 1/2.55 inch. Và nếu như với cái kích thước cảm biến lớn hơn như thế này, mình thì mình án nó vào tầm khoảng 1/1.8 inch gì đó, tức là nó lớn hơn so sánh với 1/2.55 inch kia. Và đương nhiên, với một cái kích thước cảm biến lớn hơn, khẩu độ này còn càng lớn hơn như thế nữa, thì nói chung là chúng ta sẽ có một khả năng thu ánh sáng tốt hơn. Kể từ đó, khả năng chụp hình trong bóng tối của iPhone 12 Pro Max chắc chắn nó cũng sẽ ấn tượng hơn so sánh với những thế hệ trước đây như là 11 Pro hay là 11 Pro Max, cho dù là năm ngoái chụp kinh khủng lắm rồi đấy. Năm nay hứa hẹn nó sẽ còn ngon hơn nữa cơ, hình ảnh sẽ mịn hơn, chi tiết sẽ tốt hơn. Đáng để chờ đợi đúng không? Và cái quan trọng là cái khả năng zoom xa của nó sẽ được lên tới là 2.5x so sánh với là 2x của 12 Pro. Thực sự thì mình không quá quan tâm đến cái camera tele zoom này, tại vì trong cái quá trình sử dụng của mình á, thì mình chủ yếu sử dụng cái camera chính và cái camera góc siêu rộng. Chứ còn camera tele thì có khi ít dùng, mà có khi mình thích cái 2x hơn, tại vì nó có khẩu độ f2.0, cái kia chỉ là f2.2, để các bạn tự cân đối nhá. Ok. Rồi, đến cái vấn đề tiếp theo, đó là mình dự đoán một chút về cái viền màn hình. Thì chắc chắn khi mà các bạn mua cái phiên bản 6.7 inch này thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng ở viền màn hình tốt nhất. Bởi vì sao? Màn hình rất lớn mà cái phần viền nó sẽ dày tương đương với cả những phiên bản màn hình nhỏ hơn. Thế nên cái hiệu ứng khi các bạn nhìn vào sẽ cảm thấy viền nó mỏng hơn rất nhiều. Và theo như cái thông tin mà mình lượm nhặt được trên GSM Arena, thì với phiên bản là 6.7 inch của 12 Pro Max, nó sẽ chiếm khoảng 87.4% diện tích mặt trước. Và nếu như so sánh với thế hệ trước đây là con 11 Pro Max thì rõ ràng nó tốt hơn rất là nhiều. Kể cả so sánh với 12 Pro thì nó cũng ngon hơn. Thế nên mình cũng có một cái dự đoán nhỏ nhỏ, đấy là phần viền màn hình của 12 Pro cũng như 12 Pro Max
cũng đã mỏng hơn so sánh với thế hệ trước đây rồi. Và đó rõ ràng là một cái trải nghiệm khiến cho các bạn cảm thấy hài lòng hơn, đúng không? Viền màn hình của 11 Pro Max như thế này bị mọi người phàn nàn và chê quá nhiều rồi, thì năm nay mỏng hơn, chắc là nó sẽ sexy và đẹp hơn. Ok. Rồi, và cái vấn đề cuối cùng đó là cái pin. Thì theo một vài những cái thông tin dò dỉ và mình được biết thì pin của 12 Pro Max năm nay sẽ chỉ vào khoảng tầm 3600 hoặc là 3700 mAh gì đó mà thôi. Mình cũng đã có một cái dự đoán đấy là có thể là với cái việc mà rút gọn đi cái dung lượng pin ở năm nay thì trọng lượng của con 12 Pro Max sẽ thấp hơn so sánh với 11 Pro Max. Nhưng không, dung lượng pin giảm đi, thời lượng pin thì theo như công bố của Apple là vẫn giữ nguyên, và cái độ mỏng của máy cũng được giảm đi chỉ là 7,4 mm, nhưng trọng lượng thì nó lại nặng hơn 2 gram. Để đánh đổi bởi việc màn hình nó lớn hơn, kích thước tổng thể của máy cũng sẽ lớn hơn. Và hôm vừa rồi mình đã trên tay cái ốp lưng cho các bạn thấy rồi đấy, nên là phải đánh đổi cái vấn đề này. Nhưng mà có một thứ mình khá là tò mò, đó là với độ dày máy mỏng hơn chỉ là 7,4 mm mà tại sao nó lại vẫn nặng thế nhỉ? Có lẽ là bởi vì cái khung viền bằng kim loại, cụ thể là bằng thép của nó, được gia cố một cách cực kỳ chắc chắn. Thế nên là tuy là độ mỏng thì nó giảm đi đáng kể, nhưng nó vẫn nặng hơn. Và không biết là cầm một cái máy nặng, lại to, lại còn mỏng nữa, nó có tốt không nhỉ? Hóng quá trời luôn. Đợi, xem sao. Ok. Chốt lại thì với iPhone 12 năm nay, để lựa chọn ra sản phẩm nào đáng mua nhất về mặt công nghệ thì mình sẽ lựa chọn đấy là 12 Pro Max, bởi vì nó có những thông số thậm chí có tốt hơn hẳn so sánh với 12 Pro năm nay. Nhưng để đánh giá sản phẩm nào cho trải nghiệm tốt nhất ở cái tầm giá thì mình sẽ lựa chọn con iPhone 12, giống như cái video hôm vừa rồi mình chia sẻ. Rõ ràng với những cái sự thay đổi của iPhone 12 Pro Max năm nay so sánh với 11 Pro Max thì nó sẽ chỉ tập trung vào những cái nhỏ mà đôi khi nhiều người sẽ không để ý đến. Nhưng quan trọng là bạn có chấp nhận nó hay là không, và quan trọng là các bạn có chịu bỏ tiền ra một số tiền rất lớn để trải nghiệm iPhone 12 Pro Max hay là không. Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Nhưng mà nói sao nói, mình vẫn ghét vụ thiếu màn hình 120Hz các bạn ạ. Cứ thử tưởng tượng 12 Pro Max mà có màn hình 120Hz chắc là sướng lắm nhỉ. Chịu rồi. Ok, và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. À, một thông tin nhỏ nữa, có 6GB rồi, đa nhiệm yên tâm. Ok, và đừng quên đặt hàng sớm tại 7net để có mức giá tốt nhất cho hàng bên đường sửa đa nha. 128GB giá tốt, 256GB giá cũng cực kỳ tốt. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.